hết đúng không? Cảm ơn nha. Dạ anh chị cho em xin tấm hình nha. Ok cưng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và kính thưa tất cả quý vị, phần gửi trao những bó hoa thay cho lời cảm ơn. Sẽ có những bó hoa gửi tặng cho dàn diễn viên của chúng ta. Và ngay lúc này thì Quang Huy cũng xin phép được mời lên sân khấu các thành viên còn lại, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Đặng Thanh Nga, diễn viên Khánh Linh, diễn viên Quỳnh Miêu sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và bây giờ thì xin mời nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc sẽ gửi tặng những bó hoa thay cho lời cảm ơn đến với dĩ nhiên là với một bộ phim ra rạp thì chắc chắn là nhà sản xuất là người sẽ có rất là nhiều những cái kỳ vọng, và bên cạnh đó là những cái thông điệp mà mình muốn gửi trao cho khán giả trong cái dịp Tết Nguyên Đán này, thì điều đó sẽ là gì? Chào đến tất cả quý vị khán giả, sự xuất hiện của diễn viên